Sau 5-6 phiên giao dịch giảm điểm từ cái vùng 1090 trở về vùng 1010 cộng trừ khoảng 5 điểm thì ngày hôm qua VN-Index chúng ta có một cái nhịp hồi phục. Đó là khoảng 25 tới 30 điểm ngay từ những cái vùng giá thấp nhất là cái vùng giá 1013 thì hôm qua VN-Index của chúng ta hồi lên quanh 1040 với nhiều cổ phiếu có yếu tố hồi phục tương đối cũng như là ngay tại những cái vùng hỗ trợ cứng của cổ phiếu thì cổ phiếu không có trạng thái bị đục đi mà là có phản ứng tăng lên. Thế thì đối với những cái dạng vận động như thế này của thị trường cũng như là những cái yếu tố về hành động của anh chị nhà đầu tư trong giai đoạn sau như thế nào thì Nam và anh chị nhà đầu tư sẽ cùng nhau đi phân tích trong video ngày hôm nay ha. Anh chị có thể thấy thì hôm nay khối ngoại người ta bán ròng lại 115 tỷ. Thế thì đối với những vận động như thế này thì anh chị cần phải lưu ý những gì và những gì anh chị cần phải quan tâm trong giai đoạn sắp tới thì Nam và anh chị nhà đầu tư sẽ cùng nhau đi phân tích nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào phân tích về VN Index của chúng ta một chút. Thì nhìn chung là sau khi thị trường chúng ta có hai ba lần về lại vùng 1013, 1015 thì VN Index của chúng ta là có một cái nhịp hồi phục khoảng 30 điểm lên quanh lớp cái gap này, lớp tròn chỉ cái gap 1040 đây nè, lớp toàn bộ gap này thì đây là một trong những cái yếu tố hồi phục kỹ thuật thông thường của thị trường. Cái thứ hai nữa là hôm nay anh chị thấy thanh khoản của thị trường lại về một cái mức cực kỳ thấp. Các phiên trước nó đã thấp rồi, hôm nay nó càng thấp hơn nữa. Giá trị giao dịch thì tương đối ít, thanh khoản thì thấp và cái khối lượng khớp lệnh khoảng cỡ 323 triệu cổ phiếu. Trừ thả thuốc ra như thị trường còn khoảng 5.000 mấy trăm tỷ đấy. Thì nói chung là cái giá trị giao dịch nó thấp và cái vùng này là một cái vùng rất là tâm lý, rất là nhạy cảm của thị trường. Khi rất nhiều lần nó không đủ qua là có yếu tố hồi phục, ngược lại là có yếu tố về mặt là hôm nay là có yếu tố về mặt kiệt và thanh khoản. Khi các yếu tố kiệt và thanh khoản như thế này của thị trường thì anh chị chúng ta lưu ý là vùng này vẫn là một trong những cái vùng chúng ta chưa nên có yếu tố hành động vội vàng. Thứ nhất là chúng ta đã có rất nhiều cái bull của thị trường nhưng mà tất cả những cái yếu tố vận động trong một cái chiều xuống của thị trường thì áp lực bán nó vẫn cao. Ví dụ lên trên này áp lực bán vẫn có. Anh chị chúng ta lưu ý, còn ngược lại khi đục thủng đáy thì áp lực cắt lỗ lại cao. Cái thứ hai nữa là theo một số cái quan điểm đầu tư, ví dụ như mình tham gia về thị trường, tham gia về dòng tiền nhưng mà dòng tiền lúc này nó ít quá nên cái quan điểm của mình vẫn tiếp tục đứng ngoài và không tham gia thị trường. Kể cả ngày hôm qua mình có khuyến nghị anh chị nhà đầu tư thị trường nó sẽ hồi khoảng 30 điểm và phiên sáng là nhận định cho anh chị nhà đầu tư rồi nhưng mình vẫn không mua. Lý do vì sao? Lý do vì thanh khoản của thị trường vẫn rất thấp và vẫn không có cái cổ phiếu nào là cái dòng dẫn nào đủ để mình tham gia thị trường trở lại. Thêm một cái thôi, yếu tố nữa anh chị chúng ta lưu ý là xu hướng thị trường lúc này nó vẫn chưa có yếu tố thay đổi, bản chất của nó trong ngắn hạn vẫn là xu hướng xuống. Cái thứ hai nữa là ngay những cái vùng nhạy cảm, ví dụ chúng ta đánh cược vào thị trường, giả sử như chúng ta mua vào trong giai đoạn này khi nó chưa test thành công và dòng tiền chưa vào thì cái áp lực của chúng ta, một là chúng ta hòa, hai là chúng ta lãi nhẹ, ba là chúng ta sẽ lỗ nặng. Thế thì chúng ta đặt lên cái bàn cân như thế thì liệu của chúng ta có tham gia hay không. Còn ngược lại nếu như thị trường xuyên thủng xuống thì chúng ta vẫn có nhiều cái yếu tố về mặt rủi ro. Ngược lại nếu chúng ta cầm tiền trong giai đoạn này thì chúng ta vẫn sẽ an toàn hơn các vị thế khác trên thị trường, đặc biệt trong bối cảnh của thị trường lúc này cái dòng tiền và dòng máu trên thị trường nó lại cực kỳ thấp như thế này thì chúng ta cần phải lưu ý rất là nhiều cái yếu tố vấn đề. Bởi vì bản chất ngay tại những cái vùng nhạy cảm, ví dụ quanh vùng 1.000 điểm thì không thể nào nó thủng ngay trong một vài phiên được, mà anh chị chúng ta lưu ý nó còn co giật quanh cái vùng này một khoảng thời gian trước khi nó có diễn biến với những cái diễn biến mới. Ví dụ như anh chị nhìn giai đoạn này nè, khi thị trường nó về tới cái vùng cân bằng ở đây, nó kéo lên một cái vùng cân bằng bên trên thì anh chị thấy thanh khoản thị trường rất thấp. Vì thế anh chị chúng ta lưu ý là thanh khoản thấp nó có nghĩa là kỳ cung, nó cũng có nghĩa là thiếu cầu, lúc này dòng tiền gần như không vào hấp lại hàng phía trên. Chúng ta lưu ý nha, khi là anh chị thấy thanh khoản thị trường thấp như thế này thì khi mà nó mở biên ra áp lực bán nó cao lên thì nó lại bẻ xuống một cái nền dưới, tức là cái giai đoạn này giao dịch cực kỳ khó khăn. Và anh chị thấy đa phần những cái mã cổ phiếu á, mà nó tăng trong ngày hôm qua mạnh á, thì hôm nay nó lại có yếu tố quay xuống, trừ một số cổ phiếu như nhóm thép thì mình nghĩ là nó vẫn còn loanh quanh những cái vùng đỉnh trước. Còn đa phần cái những cái mã cổ phiếu khác, ví dụ ngày hôm qua nó tăng 6% thì hôm nay nó giảm lại 3%, thì chúng ta giao dịch trong một cái thời điểm mà nó khó như thế thì chúng ta ăn như thế nào được, đúng không? Tính toán cái độ lợi nhuận và rủi ro cũng như là cái yếu tố tham gia thị trường, chúng ta liệu chúng ta có đáng xuống tiền hay không. Chúng ta lưu ý nha, ví dụ như dòng thép ta có nam kim hôm nay mang ra còn xanh nhưng mà đây là những cái vùng bị biên bên trên của nó, hay chúng ta còn gọi là kháng cự, phía dưới là hỗ trợ. Vì thế nó quanh cái vùng này nó đỡ có yếu tố đỡ giá thì nó kéo lên nhưng mà volume nó không thực sự lớn, mình không quan tâm về cái biên giao dịch 5-7% như thế này của cổ phiếu. Bởi vì khi mà chúng ta tham gia thị trường thì chúng ta cần phải đánh cược cái yếu tố là lợi nhuận và rủi ro. Ví dụ như anh chị nhà đầu tư chúng ta tham gia trong các giai đoạn sau thì chúng ta lưu ý, một là chúng ta tham gia khi cổ phiếu chiết khấu 30% thì may ra anh chị xác suất 80% anh chị ăn được 10% nhịp hồi. Còn trong một số cái biên như thế này, giả sử như nó đục xuống đây thì độ rủi ro chúng ta cao, còn lên trên là áp lực bán của nó lớn thì chúng ta tham gia nó lại rất là chua. Ví dụ chúng ta thấy Liên Việt này hôm nay có một số cái điểm bull bull lên, nhìn những cái lệnh rất là to nhưng mà chung quy trên này vẫn là áp lực bán rất lớn và chưa có xu thế mới cho cổ phiếu, đặc biệt là dòng tiền lúc này cũng không có yếu tố vượt trội và mạnh mẽ thì tham gia nó lại khoai. Ví dụ nó nổ 2-3 cây nhịp sau thanh khoản cỡ 30-40 triệu cổ, dòng tiền chạy vào chúng ta đánh không việc gì phải lo lắng. Vì thế chúng ta lưu ý ha. Tiếp theo chúng ta nhìn một số mã cổ phiếu khác, ví dụ chúng ta nhìn HCB.
Ngày hôm qua tăng lên được 5,7%, hôm nay giảm lại 2,1%. Chắc gì anh chị đã mua được giá đáy ở đây, hay còn nói là chúng ta có thể FOMO ngay những cái vùng giá cao. Thì cùng lắm là chúng ta chỉ hòa hoặc đang lỗ nhẹ, còn ngày mai hàng về chúng ta chưa biết. Nhưng mà cổ phiếu nó quay xuống ngay những cái vùng hỗ trợ nè. Bật bull tăng một cây thì nó đâu có ý nghĩa gì đâu anh chị nhà đầu tư. Đây cũng là cái cây bull, khi nó chạm hỗ trợ thì không sao, nó quay đầu là bình thường. À, lưu ý nha, vì thế những cái lúc như thế này đánh là anh chị đánh cơ sở T cộng 2.5 rất là khó đoán, rất là khó định. Một là phải có xu hướng mới ta mới đánh, hai là đánh trong những cái xu hướng mà nó tâm lý như thế này thì rất là khoai. À, ta thấy gì ạ? À? Ta thấy con gì? VD hôm qua tăng bao nhiêu? Từ cái vùng giá đáy đi, tăng lên 5,9%, nay giảm lại 2,5%. Đúng không? Còn mai ăn hay thua đâu biết được. Mua những cây này có ai dám mua hay không thì mình không biết, nhưng mà độ rủi ro cao quá thì mình không chơi. SSI nè, hôm qua tăng được bao nhiêu? Hôm qua tăng được 3,8%, hôm nay giảm lại 1,6%. Cứ giảm đi 50% đà tăng trong ngày hôm qua, mà ngày mai là cái lượng hàng ở đây nó về. Ví dụ cây này tăng này chạm hỗ trợ bật tăng thì cây này nó quay xuống là bình thường. Anh chị thấy độ rủi ro? Rủi ro chứ. Vì thế là chúng ta phải chờ cây bùng nổ số 2, hoặc là thị trường tạo hai đáy, hoặc là thị trường có những cái nhịp tăng tiếp theo vào. Ví dụ anh chị thấy nè, test đáy nè, test đáy nè, bùng nổ dòng tiền đi vào, đánh cây này thoải mái, không việc gì phải lo lắng. Đấy không? Có những cái đó, ví dụ xuống nè, test lại nè, dòng tiền cây số 2 nè, thanh khoản nổ lên. Thì đánh cây này anh chị mất mát gì đâu, việc gì cứ phải cược về cây đầu. Cược về cây đầu rồi rủi ro nó vẫn có chứ, đúng không? Ta cứ cược vào cây số 2, độ an toàn lại cao hơn rất là nhiều, giả sử như nó có xu thế. Còn nếu nó không có xu thế thì cái đây vẫn cái pin đi xuống của nó nha, không phải là cái pin đi lên. Chúng ta lưu ý nha, chúng ta nhìn là LCG nè. Hôm qua hồi phục được một cây sau khi nó chạm vào cái vùng hỗ trợ rất mạnh là cái vùng đỉnh trước của nó. Thì hôm qua nó chạm và tăng 7%, hôm nay giảm lại 3,3% thì có ý nghĩa gì đâu. Thực sự không có ý nghĩa gì cả, chẳng qua nó rớt khoảng từ 13.5, nó giảm về 11 thì những ai bán ở đây họ cover lại hàng, họ mua ngược trở lại, làm cho cổ phiếu nó hồi phục lại 7%, nhưng hôm nay nó giảm lại 3,5% và áp lực bán cái vùng này vẫn cao. Đúng không? Thì chúng ta đánh những cái nhịp ngắn hạn như thế này thì mình vẫn chưa thấy có yếu tố cơ hội. Ví dụ anh chị thấy hôm nay bao là cổ phiếu có yếu tố FOMO khá cao. Nhưng mà hôm nay nè, anh chị ta thanh khoản rất to, nhưng mà cổ phiếu đã chưa vượt được đỉnh, vẫn loanh quanh cái vùng giá 12.6. Thông thường một cái cây á mà nó đóng mà khối lượng to như thế này, nó phải là cái cây đóng kịch kim như thế này tăng 7%, thì các xu thế tiếp diễn của nó vẫn có khả năng xảy ra. Còn những cái cây mà đóng lững lững như thế này nè, anh chị thấy những cái cây này đóng lững lững này lại quay xuống, đánh rất là mệt. À, vì thế là thị trường này trong giai đoạn là đánh mệt quá, nên đâm ra là mình sẽ chờ hai thứ. Sơ sơ bộ thì anh chị sẽ thấy là nhiều mã cổ phiếu nó cũng sẽ y chang như vậy, nó chả khác cái gì đâu. Hôm qua thì nó có STB kéo ngược lên, nhưng bởi vì đây là cái vùng hỗ trợ mạnh của cổ phiếu và nó chưa thủng qua. Ví dụ nó thủng qua cái vùng này thì nó sẽ về sâu, còn nó chưa thủng qua chúng ta tiếp tục quan sát. Còn cái điểm mua của nó thì mình vẫn chưa thấy, bởi vì toàn bộ xu hướng này vẫn là xu hướng xuống. Đúng không? Chúng ta nối tất cả các đỉnh này lại thì nó đang có xu hướng gì ạ? Hạ đỉnh và hạ đáy. Chưa có xu hướng gì mới, đây toàn bộ là những cái hỗ trợ mạnh, còn nếu nó thủng cái vùng này thì nó sẽ đi khá sâu. Cái thứ hai nữa là hôm qua thanh khoản bứt lên nhưng mà áp lực trên cái vùng kháng cự này vẫn cao, nên là cổ phiếu nó chưa có xu hướng mới. Ví dụ nó phá cái trend này đi ra, dòng tiền nó vào một cái nhịp nữa thì mình mới bắt đầu tính tiếp. Còn những cái vùng này chưa phải là cái điểm nào đó chúng ta gọi là quá gọi là FOMO, hoặc là chúng ta gọi là quá có yếu tố kỳ vọng. Bởi vì kỳ vọng đối với một cổ phiếu thì nó phải có yếu tố vượt đỉnh dòng tiền đi vào trong giai đoạn này nè. Ví dụ anh chị không cần mua giá thấp đâu, anh chị mua những cái cây vượt đỉnh ở đây cũng được nè. Đấy, dòng tiền liên tục đi vào nè, thanh khoản bắt đầu liên tục gia tăng so với giai đoạn trước nè, bắt đầu dòng tiền cổ phiếu ra một cái xu hướng mới. Đúng không? Hôm trước anh chị thấy là nếu mà anh chị ở room Nam lâu á thì anh chị sẽ thấy là có phải chúng ta mua cây này không, là cây giá 17.2, mình mua giá tốt là mua cây này nè, bắt đầu mình ăn tới vùng 25 mình mới bán, 25.5 là mình bắt đầu bán hết cổ phiếu STB ra, và khi bán hết cổ phiếu STB ra thì mình tiếp tục đứng chờ và chưa có yếu tố quay trở lại đối với những cái mã cổ phiếu như thế này. Dòng tiền trên thị trường nó cũng thế, ví dụ một số mã dòng ngân hàng xấu hơn như OCB này, thì là có yếu tố trend đi xuống rất là rõ rệt. Lúc này nó cứ cong cong xuống, nó hồi vài cây lại rớt, nó cứ bám theo cái đường này, nó rớt này, nó hồi xuống, nó giảm mấy cây, nó hồi lại một cây, sau đó lại rớt lại rớt lại rớt như thế này thì không ăn thua. Vì thế là đối với những cái dạng cổ phiếu như là thị trường ở thời điểm hiện tại, đặc biệt là cái yếu tố thanh khoản về kỳ cung và thiếu cầu như thế này thì nó không có quá nhiều ý nghĩa để chúng ta đi phân tích. Cái chúng ta cần làm là ví dụ như là thị trường nổ cây số 2 thì chúng ta làm gì, thị trường ta thủng đáy thì chúng ta nên làm gì, còn phân tích trong giai đoạn này mình đánh giá nó không có ý nghĩa, bởi vì thứ nhất là cái biên độ của nó khá hẹp, cái thứ hai là độ rủi ro trong giai đoạn này vẫn cao, đặc biệt mà cổ phiếu như là DIG nè, hôm qua nó hút một cái lượng sàn rất lớn, mà cái lượng sàn ngày hôm qua hút lên á thì hiện tại chưa có ăn, thế thì áp lực bán từ ngày mai nó có hay không, ta quan sát vào ngày mai, vì chắc chắn ai bắt sàn ngày hôm trước nè là ngày mai mà đóng đỏ là họ sẽ lỗ hết, bởi vì giá này là giá thấp nhất trong giai đoạn vừa qua, đúng không? Thế thì nó giá thấp như thế này á mà ngày mai lượng hàng mà người ta bắt ở đây nè không ăn thì nó có những cái kiểu như là Novaland như trong giai đoạn trước không, bắt sàn là hàng về không ăn là lại tiếp tục bán. Vì thế anh chị chúng ta lưu ý một số cái cách giao dịch của cổ phiếu cũng như là thị trường trong những cái giai đoạn như thế này nha.
Đấy, vì thế là đối với mình thì quan điểm của mình cũng như khách hàng thì mặc dù là nhận định là thị trường có một cái điểm hồi, có một cái điểm tăng để lấp lên cái gap 1035 1040, nhưng mà mình cũng mua vì là thanh khoản chưa đủ lớn, dòng dẫn mình vẫn chưa thấy. Ví dụ anh chị nhìn một số con như BVD này. Hôm nay nếu mà anh chị quan sát kỹ trong phiên là cái vùng giá dưới 21.5 nó bán rất nhiều. ATC nó kéo lên 21.7 thôi. Còn bản thân mà những cái cách mà kéo ATC như thế này thì mình đánh giá không cao. Anh chị chúng ta lưu ý đặc biệt áp lực bán trên những cái vùng này nó vẫn cao nên mình không có ưu tiên, không quan tâm lắm. BVS cũng ok này, BVB này, BVT này, những cái mã ở đây áp lực cái vùng kháng cự trên này vẫn lớn. Hàng ngày mai hàng về ăn hay không biết. Thì dụ test tụng ở đây hôm nay những cái con này thanh khoản nó vào nè. Giả sử nó test trong giai đoạn sau thì có thể lưu ý được một số con trên thị trường thôi. BBT là một cái số mã mình lưu ý. Thứ nhất là thanh khoản vùng này bắt đầu nổ lên cho thấy dòng tiền có yếu tố thay đổi, hấp thu kháng cự khá tốt nè, phải có thanh khoản như thế này nè. Sau khi nó kiệt về khối lượng nè anh chị thấy không, kiệt về khối lượng không thủng đáy mà bật ngược lên thì những cái cây mà nó hấp thu những cái cây hàng ở đây về nè mà thành công mà đánh ngược lên lại thì sẽ chú ý những cái mã như là BBT đó. Đó một có một số con giống như là BC1 nè, hôm nay cả ngày xanh, hôm nay đóng cửa ngược đỏ trở lại trong khi hôm qua tăng bao nhiêu 4,8%, hôm nay giảm lại 2,6%, rất là mệt mỏi, đánh vừa khó vừa chua. Vì thế quan điểm của mình vẫn ưu tiên giữ tiền cho đến khi thị trường chúng ta có dòng tiền mới, có xu hướng mới, hoặc là nó phải chiết khấu cực sâu. Thí dụ nó giảm từ 30% từ đỉnh thì ok, lưu ý một số cái mã mà có câu chuyện thì vào chơi được. Còn nếu mà nó không giảm 30% từ đỉnh hoặc là nó không đủ biên độ sâu thì mình đánh giá nó không bù được cái rủi ro T cộng cho anh chị nhà đầu tư ha. Ví dụ như ở đây nè, mình có nói với anh chị nhà đầu tư trong ngày hôm qua nè, hiện tại thì mình không có quan điểm gì mới về thị trường. Dự kiến là quan sát cái mốc 1005 cộng trừ 5 điểm thì hôm qua nó chỉ về tới cái mốc 1013 thì nó lại có yếu tố bật tăng trở lên. Ở đây nè, 1013.37 là nó sẽ có phản ứng. Dự kiến mốc này thì đừng có phản ứng nè, cần quan sát phản ứng trước khi ra hành động mới. Anh chị chúng ta tiếp tục đứng ngoài chứ nên tham gia vội vội vào bối cảnh volume của thị trường nó tương đối ít. Thí dụ như buổi sáng ngày hôm qua 9:31 mình đã nói với anh chị nhà đầu tư là em dự kiến hôm nay sẽ có hoảng loạn và sẽ có một cái nhịp hồi khoảng 30 điểm. Anh chị tốt nhất chúng ta nắm hàng, chúng ta không nên hoảng loạn nữa. Xác suất bán ngay đáy sẽ rất là cao. Buổi sáng lúc mà thị trường giảm đỏ là mình đã khuyến nghị anh chị nhà đầu tư như thế rồi. Tốt nhất anh chị chúng ta đã cầm tới bây giờ thì chúng ta cầm nguyên. Chờ hoảng loạn hấp thụ thì nó sẽ ok. Thị trường nó đã có 2-3 phiên hồi giả thì nó sẽ có các phiên hồi thật. Nhưng mà phải kiên nhẫn và chờ đợi. Đó là cái khuyến nghị ngày hôm qua. Mặc dù là đánh giá thị trường sẽ hồi 30 điểm ngay cái vùng 1013 thì hôm nay nó lên được cái vùng khoảng cỡ 1043, 1045 thì nó lại có yếu tố tụt ngược trở lại 30 điểm ngay từ những cái vùng giá 1013, nó là như thế. Nói chung là lên tới cái kịch cái biên trên rồi nên ra mình lại không chơi được, nó là như thế. Thực ra cầm tiền đứng bên ngoài lâu nó cũng buồn lắm anh chị, nhưng mà cơ hội không có mình cũng không vào được. Còn khuyến nghị anh chị mua bán thì mình mới lợi chứ, mà mình đâu có khuyến nghị mua bán đâu, mình chỉ đứng ngoài và quan sát thôi, khi nào cơ hội lớn thì vào. Chứ còn bây giờ không có cơ hội đưa anh chị vào, đương nhiên là anh chị mua bán thì mình sẽ được chứ đúng không, bởi vì mình là môi giới mà. Nhưng mình có được gì đâu, khuyến nghị đứng ngoài 2 tuần nay mình chả được gì cả. Nên đâm ra là thôi phải chấp nhận. Bởi vì sao? Bởi vì là cơ hội mình không thấy. Cái yếu tố rủi ro nó cao hơn thì tốt nhất giữ tiền cho anh chị nhà đầu tư thôi. Còn mua mua bán giai đoạn này thì chật một cái thì đương nhiên là được là mình sẽ được rồi, nhưng mà anh chị nhà đầu tư mất tiền thì chả có gì vui lắm, đặc biệt là trong bối cảnh nó không đi theo cái kiến thức đầu tư của mình thì mình không tham gia. Mình chỉ tham gia khi nào thị trường hoảng loạn, chiết khấu sâu, có conversion, có vọt sale thì mà ra tham gia, hoặc là nó phải có xu hướng mới, ví dụ nó có hai đáy hoặc là nó có dòng tiền vào nhịp số 2, ok đánh đuổi được. Còn nếu mà nó không đạt những tiêu cho đó thì mình lại đứng ngoài vậy thôi. Anh chị chúng ta lưu ý quan điểm nha. Thí dụ hôm nay mình nói với anh chị nhà đầu tư là hôm qua thị trường ta test lại quanh 1010 cộng trừ 10 điểm. Thì trong biên này thị trường đã test 3 lần và chưa thủng thì nó sẽ có một cây hồi thật như hôm qua mình đã khuyến nghị cho anh chị nhà đầu tư buổi buổi sáng. Vì vậy hôm qua trong phiên sáng mình đã khuyến nghị anh chị nhà đầu tư chưa bán thì không nên bán trong sáng qua vì thị trường nó sẽ có phiên hồi thật. Ngưỡng hồi là khoảng 30 điểm trong phiên ngày hôm qua, thị trường nó là tạo biên tăng 27 điểm từ 1013 lên quanh 1040. Nhìn chung một nhịp hồi phục của thị trường thì nó vẫn chưa đạt cái điều kiện chúng ta tham gia. Nên xác định hôm qua là một phiên, nếu mà chúng ta xác định phiên hôm qua là phiên tạo đáy đầu tiên á thì chúng ta phải chờ cái phiên tạo đáy số 2, dòng tiền nó vào ở cái cây sau thì mới tham gia. Nếu không đạt đủ điều kiện thì anh chị vẫn tiếp tục đứng ngoài. Cái việc đánh T cộng thì đòi hỏi cổ phiếu, một là nó phải chiết khấu đủ sâu thì nó mới bù được cái rủi ro cho anh chị nhà đầu tư, còn lại thì nó sẽ không đạt. Ví dụ nó đã giảm 6% ở cái cây nhịp sâu lắm rồi, hoảng loạn lắm rồi anh chị mua vào thì ngày hôm đó anh chị chỉ lỗ cùng lắm 1% nếu cổ phiếu giảm sàn. Những cái ngày sau á, áp lực đỡ của nó sẽ tốt hơn và may ra cái độ sâu đó có thể bù được cái rủi ro T cộng cho anh chị nhà đầu tư. Trừ trường hợp anh chị thị trường nó tạo hai đáy, dòng tiền xác nhận có xu hướng mới thì mình sẽ mua cao, còn nếu không đạt đủ điều kiện này thì mình vẫn tiếp tục đứng ngoài chờ đợi ổn định thì vào sau. Khả năng thì hiện nay thị trường nó sẽ lại úp lên quanh 1045 và nó sẽ có áp lực điều chỉnh. Việc chỉnh test trong các phiên tới là để anh chị chúng ta tiếp tục quan sát thị trường.
Các mốc quan sát điều chỉnh là 1030, lúc này mình chưa có vội tham gia lại. Hôm nay này lên quanh 1045 là lên 1043 là bắt đầu là có yếu tố lực bán rồi. Thì đó là các giao dịch hiển nhiên bởi vận động cung cầu bình thường của thị trường. Thì mình thấy là hôm nay thị trường thanh khoản thấp quá, và trừ giao dịch thỏa thuận hiện tại nó còn khoảng 2.700 tỷ vào buổi chiều thôi, nên là mình không đánh được con anh chị nhà đầu tư. Cái yếu tố thanh khoản thấp ngay những cái vùng nền như thế này cũng không phải là cái yếu tố cơ hội đâu. Ở đây là thanh khoản thấp này anh chị thấy không? Đây nè, là giai đoạn này nè, khi nó tạo ra một cái nền đi xuống nè, hồi lên nè, thanh khoản những cái cây này cực thấp nó tương đương với thanh khoản ở thời điểm hiện tại, sau đó tiếp tục xây một hai nền trước khi nó mở ra một cái biên rơi mới. Đây là những cái yếu tố lúc mà cổ phiếu tạo nền đi xuống. Vì thế là trong những cái nhịp xuống như thế này thôi, tốt nhất cứ cầm tiền nước ngoài, dòng tiền mạnh, dòng tiền lớn ta đánh nó giống như đất vậy đó. Lúc nào sốt thì anh chị vào chơi, còn lúc nào nó không sốt á, chỉ có những nhà đầu tư người ta trường vốn á, thì người ta vào người ta ôm, người ta để 5, 7, 10 năm, 20 năm thì ok. Chứ còn mà chúng ta toàn đánh theo dạng là nóng ruột, đánh 2-3 ngày là bắt đầu hoảng rồi, cổ phiếu tăng cũng bắt đầu là hưng phấn, mà cổ phiếu giảm bắt đầu có yếu tố hoảng loạn. Vì thế là khi mà dòng tiền thị trường chưa đủ sốt thì mình chưa vào. Anh chị ta lưu ý nha, cái chỗ nào sốt thì nó mới ok. Còn cái việc mà mua cổ phiếu xong nắm giữ, cái chuyện đó là đơn giản bình thường, không cần phải nghe, không cần phân tích, lên đọc cái con nào tốt, cái con nào khỏe, báo cáo tài chính ok. Nhờ một số cái trang mạng người ta đọc ra một số cái yếu tố lợi nhuận cho anh chị nhà đầu tư. Về cái việc là doanh nghiệp đó làm ăn tốt hay xấu, anh chị tự đầu tư thoải mái, không cần phải phân tích. Còn đa phần lúc này những nhà đầu tư coi YouTube, những nhà đầu tư quan tâm thị trường chỉ quan tâm cái yếu tố ngắn hạn. Mà cái yếu tố ngắn hạn lúc này chưa có yếu tố chưa được thì chúng ta chưa vào, đặc biệt là không vào chuẩn phong của chúng ta không đánh. Anh chị chúng ta lưu ý nha. Đấy, đó là một số cái quan điểm của mình về thị trường. Vì thế là đối với cái mình thì vẫn là quan sát cái vùng 1005 thôi, bởi vì rất nhiều lùng nó không thủng qua cái vùng 1010 1013, thì mình đánh giá nếu mà nó thủng cái lần tới đây thì nó sẽ đi sâu. Còn giả sử về đây mà nó test hai đáy thành công, nó bật lên, thì chúng ta lại tính kịch bản khác. Nói chung là thị trường ở đâu chúng ta ở đó. Cái quan trọng nhất là chúng ta cần phải đưa ra cái hành động của chúng ta. Hành động là gì? Hành động là giả sử như nó thủng xuống chúng ta làm gì, chúng ta canh mua hay canh bán. Còn nếu mà giả sử nó test thành công, nó bứt lên, chúng ta canh mua hay canh bán vậy thôi. Đó là một số cái quan điểm của mình về thị trường như thế. Nên là anh chị chúng ta lưu ý là trong cái vùng mà siết biên, thiếu cung thiếu cầu như ở thời điểm hiện tại thì mình không tham gia. Tiếp tục đứng ngoài quan sát và chờ đợi một cái cơ hội mới trong giai đoạn phía sau. Khi nào có những cái diễn biến mới, ví dụ như phản ứng và hoảng loạn thì bắt đầu chúng ta đưa ra hành động. Phản ứng và hưng phấn chúng ta đưa ra hành động, và phản ứng về dòng tiền chúng ta đưa ra hành động. Còn lúc này hành động chưa có, thanh khoản thị trường chưa cao thì mình vẫn tiếp tục đứng ngoài và không tham gia thị trường. Lúc này thì chủ yếu tham gia vào bên phái sinh, kiếm ít đồng chúng ta đi chợ thôi. Ví dụ như hôm nay bên mình đánh phái sinh cũng đơn giản lắm. Mặc dù ngày hôm qua thì mình có nói với anh chị nhà đầu tư là khi mà thị trường xuyên thủng sâu thì mình có yếu tố về mặt là sẽ canh sọt. Nhưng mà ngày buổi sáng khi mình thấy nó không thủng được 1010 thì mình đã chuyển sang là vị Thế Long. Ví dụ ngày hôm qua mình có một cái lệnh sọt cho anh chị nhà đầu tư là cái vùng giá 19, take profit tương đương giá 14.x. Tuy nhiên trường hợp mà thị trường đánh ngược lên thì mình chủ động đóng hòa và tiếp tục chờ một cái vùng khác. Vùng này đang về vùng kháng cự 22 phía trước, nên là nếu vòng lên ngược giá 4 thì mình sẽ đóng. Thì lúc này là nó sẽ, lúc mà mình sọt giá 19 nó về được khoảng 17 16, tức là nó không về được cái điểm chốt lại của mình 14, thì mình long ngược lại giá 18 19, rồi cut loss thủng 17.5. Và khi cái phái sinh nó kéo lên trên 25 thì mình chủ động chốt lại. Ví dụ như ở đây mình sọt 20 hợp đồng giá 19 thì mình khi mà nó vòng ngược lên lại thì mình long lại luôn giá 18.5 và mình đóng giá 28.4 và mình chỉ đi một lệnh vậy thôi. Đi một lệnh vào ăn 10 điểm ở đây. Đấy, mình chốt 28.4. Tạm thời là thị trường của chúng ta nó về cái kịch biên trên, hôm qua là có target nhưng mà ta mình sai một tên nên hôm nay chính thức hồi, thì mình đánh cái lệnh long ở đây. Thì hôm qua mình nói là thị trường phái sinh nó đánh rất là sốc, vào ra lệnh không kịp thì rủi ro chúng ta đứng ngoài, bởi vì cái vùng cản trên là 1030. Tốt nhất ta đứng xem, anh chị có thể sọt quanh 3335. Cái vùng này là sọt nó khá kịch kim, nhưng mà lúc này là gần cuối giờ nên mình bỏ và mình mai đánh lại, thị trường cũng thuận. Ví dụ như sáng nay thì mình nói là phái sinh hôm nay swing biên rất là hẹp. Hôm nay anh chị đánh phái sinh, nếu mà anh chị không tỉnh đòn là năm nghỉ anh chị cháy nhiều, bởi vì anh chị sẽ bị FOMO bởi những cái điểm quét lên quét xuống. Không, hôm nay mình chỉ nói với anh chị nhà đầu tư một lệnh duy nhất, đó là anh chị canh sọt cái vùng 29-30, cut loss 2 điểm khi vượt 32. Mình sọt 30 và giờ stop loss và giá vốn nè, take profit dự kiến là 25.x, biên nhỏ dự kiến ăn 5 điểm hoặc là hòa vốn. Thì từ 25 trở xuống thì anh chị chúng ta chủ động lọc lại. Đúng không, anh chị vừa sọt được ngay đỉnh nè. Buổi chiều mình có nói anh chị nhà đầu tư là phái sinh nó đang đánh rất là sốc, anh chị ít kinh nghiệm thì chúng ta ăn được nên đứng ngoài, không nên xào nấu với thị trường, không nên rớ vào mất lại. Lúc này đa phần là đang quần tâm lý nhà đầu tư. Bây giờ hôm nay mình chỉ đánh một lệnh là mình ăn thôi, ăn xong mình nghỉ chứ mình không tham gia liên tục đối với thị trường ha. Ấy sọt 29-30 ăn 5 điểm. Đấy, hôm nay lợi nhuận như thế. Hôm qua cũng ăn, hôm nay cũng ăn. Có cái ngày hôm thứ ba là mình thua.
6 điểm nhẹ nhẹ, nhưng mà hôm nay hôm qua ăn lại 10 điểm, hôm nay ăn lại khoảng cỡ 5 6 điểm nữa. Thế thôi. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục chờ vào ngày mai. Vì thế là anh chị nào đang phái sinh mà muốn giao dịch nhẹ nhàng thì có thể là tham gia vào nhóm phái sinh của mình qua các bé trợ lý ở phía dưới. Cái video này có thông tin, anh chị có thể liên hệ được các bé hướng dẫn cho anh chị vào nhóm thôi. Mình thì mình đánh nhẹ nhàng, không phải đánh liên tục lướt lên lướt xuống, cái nào có cơ hội thì mình khuyến nghị thôi. Vừa cả ngày mình chỉ quan sát và mình chờ đúng một cái điểm mà mình cảm giác là 80-90% nó chắc thắng. Khuyến nghị anh chị nhà đầu tư một lần duy nhất rồi chúng ta ra ngoài. Ăn xong là mình khuyến nghị anh chị nhà đầu tư ít kinh nghiệm mà không nên đi vào. Còn buổi chiều nào mà đánh sốc như thế là đánh quét lên quét xuống, anh chị nhà đầu tư kiểu gì cũng thua. Kiểu gì anh chị chúng ta cũng sẽ lon sọt, lon đáy, sọt đỉnh. Đó không? Lon ngay đỉnh, sọt ngay đáy chứ. Cứ như thế, chúng ta đánh hai ba đầu, chúng ta kiểu dụng thua. Hôm nay năm ngày cháy nhiều nữa, anh chị nào chúng ta không hiểu và xin ví dụ đánh trong cái biên này này, đánh giật 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 như thế này, anh chị kiểu dụng thua. Còn mình là mình cho anh chị nhà đầu tư của mình sọt ở đây nè, một lớp duy nhất. Anh chị nhìn xem thời gian có phải là 11 giờ 37 phút không? Lúc này là kéo lên là mình sọt nè, 1 giờ 36 nè, nó kéo lên trên lúc mà 1 giờ 37 nè, kéo ở đây nè, kéo cái nến 1 phút nè, kéo lên này mình sọt xuống dưới đây cả đống luôn, xong nghỉ. Còn nó kéo giật giật ở đây, anh chị nhà đầu tư không đủ kinh nghiệm kiểu dụng thua. Vì thế là đối với cái giai đoạn như thế này thì anh chị chúng ta lưu ý một số cái cách đánh phái sinh và cơ sở cũng như thế. Nếu cơ sở khó quá thì qua phái sinh ta giao dịch vui vui, kiếm tiền đi chợ và chờ một cái cơ hội lớn với thị trường cơ sở ha. Ok, thì đó là một số cái quan điểm của mình về thị trường và cái việc đứng ngoài cũng như là cái cách giao dịch của thị trường giai đoạn tới. Ngày mai chúng ta sẽ xem cái cách hấp thụ của cái phiên mà bùng nổ ở đây về như thế nào, rồi chúng ta sẽ tiếp tục tính tiếp. Còn bây giờ thì chúng ta cứ quan sát thôi, cái nào ổn định vào sau ha. Ok, thì cũng cảm ơn tất cả những anh chị nhà đầu tư chúng ta lắng nghe cái video này. Nếu anh chị thấy hay thì nhớ chia sẻ video của Nam tới rất nhiều anh chị nhà đầu tư khác, như là nhớ đăng ký kênh và like video để ủng hộ Nam. Ok, chúc anh chị một buổi tối thật là vui vẻ, một sự hỗ trợ tốt của thị trường vào ngày mai, và hẹn gặp lại anh chị vào video buổi sau.